vui được gặp lại chị em và các bạn. Gần đây trên khắp các cái diễn đàn, chị em nội trợ đã chia sẻ nhau công thức làm nước rửa chén siêu lành tính từ quả bồ hòn. Tuy nhiên qua thời gian trải nghiệm thực tế, tôi cảm nhận thứ nhất, nếu chỉ sử dụng quả bồ hòn không thì nước rửa chén sẽ rất khó tạo bọt, và đặc biệt là phải bảo quản trong tủ lạnh, nếu không thì sẽ bị thiêu. Với công thức mà tôi sẽ chia sẻ sau đây thì cũng với thành phần chính là nước nấu quả bồ hòn, nhưng có kết hợp thêm các thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên sẽ khắc phục được những hạn chế mà chị em nội trợ chúng ta đang gặp phải. Trên tay tôi là thành phẩm nước rửa chén được làm từ nước nấu quả bồ hòn kết hợp với các thành phần từ thiên nhiên, không những giúp chị em nội trợ có thể rửa sạch được chén bát mà còn giúp dưỡng da tay mềm mại. Sản phẩm có thể sử dụng được trong vòng 10-15 ngày bảo quản ở nhiệt độ thường. Để làm nước bồ hòn, chị em cần thực hiện theo công thức sau.